thấy cái hình nộm này bự lắm mọi người, cực lắm mọi người, nắng lắm. Nóng quá chạy mồ hôi hết rồi, chịu không nổi rồi. Tìm lại được không cậu? Mất rồi, lấy gì tìm, mày ngủ quá. Ở trong cái bóp đó nó có gì nhiều tiền không? Mấy chục triệu hả? Quá. Mày mày
nhảy lên cái là lên cái này nó xạo không được cái tin đó nha. Bóp cái bóp thì có bóp chứ không có tiền bóp rồi. Vậy là trong trọng có giấy tờ vậy không cậu? Giấy tờ của bà. Còn đẹp quá ai mà lấy kỳ cục gì trời. Vô ta phụ ta rửa chén đó. Giá trị nhiêu không cậu? Không gì bộ. Hả? Giá trị nhiêu không? Bà nó có mấy chục ngàn thôi mà giấy bảo hiểm. Mấy chục quan trọng là giấy tờ không? Giấy tờ. Thì cũng như vậy là có ở dưới bếp mất ở dưới bếp ha cậu lúc mà rửa để chén nó để vô cái tủ chén rồi lúc đó người ta làm người ta để vô nó cứng cái túi người ta để vô cái mất luôn mất nguyên cái bóp luôn ai kỳ cục quá coi trả lại giấy tờ đi nha mọi người trời ơi trời ơi clip này lát là hết rồi đi tìm mấy chục triệu hả? Mấy chục ngàn. Giờ theo cậu rồi chỉ tìm nhiều dấu ếch mọi người. Vậy là đốt xong hết với tiền vàng bạc rồi thì bứt một cái bóp còn rồi không cũng công được rồi tội nghiệp chị bé Ngọc thì chứ không chị bé Ngọc mệt lắm mà nè biết mà chị bé Ngọc ơi mệt lắm mà uống miếng nước nghỉ ngơi đi chị bé Ngọc trời ơi chị bé Ngọc nó dày nè mà nó không nóng nó chịu đứng sát bên chịu nổi rồi sổ mũi luôn thấy không tóc luôn à chị bé Ngọc nhảy ra hết rồi cầu mong rồi đốt hết cho chú đi hồi nãy có cái cây lớn lắm mà trời ơi bây giờ trái còn hơn khúc à chị bé Ngọc cố gắng đốt hết cho chú rồi về cho chú nhận được số mũi rồi chị mới ngăn Ngọc hả là ở trên bộ hổng nó đóng mặt á giờ đang vui luôn mọi người thấy không nóng lắm mọi người đứng sát bên chịu nổi luôn á đừng nói chị bé Ngọc mà chị đốt vậy chị cố gắng chị đốt cho xong phía bên kia là trên bàn đó mọi người là cái mấy cái bánh trái rồi lắm rồi giống như cúng cho hồn vậy á đây đây phát bánh à. Thở không nổi luôn kìa thấy không chị thở không nổi luôn uống nước vô chị bé Ngọc ơi chịu nổi lau mặt luôn thấy không chị bé Ngọc nãy giờ xài mấy chục cái khăn rồi nóng lắm à, cái bụi nó bay nó dính vô mặt bệnh nó là khó chịu nên phải lau rất là chịu chị bé Ngọc ra chắc là quá chịu nổi rồi sắp xong rồi mọi người không nắng quá mọi người
thương.